Ôi là trời, ôi là trời, ngày hôm nay các bạn có biết gì chưa? Đó chính là ngày hôm nay là cập nhật rồi các bạn ơi. Rồi, mình đã về nhà rồi mọi người. Để mình xem nào. Ủa, cái nhà mới đâu rồi? Đây, 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 vô mua. Đâu rồi? Cái gì đây? Nhưng mà mình trân trọng là cái nhà mới nào, nhưng mà nay nó 700 đeo quý lận. 700 đeo quý chừng nào mình mới có đây. Với lại nếu mà bạn nào có, nếu bạn nào tâm căn à quên giờ căn trai nhà đặc biệt là có quản gia nha các bạn. Muốn các bạn muốn vào nhà thì bạn phải bước qua sát của quản gia nha các bạn ơi. Và cái nội thất của nó là 1000 nội thất và 60 người. Bên nhà bự đây cũng là 1000 nội thất và 60 người. Trời ơi. Căn nhà này mà tăng thêm số lượng người hoặc là tăng thêm nội thất nữa thì phải gọi là nhức nắp luôn, thì phải gọi là xứng đáng luôn á. Xứng đáng được 1000 đá quý cũng được, cũng mua luôn dứt luôn các bạn ạ. Cho cái này mình không có đủ đá quý rồi, chắc mình phải đi vô nhà người khác mình review với mọi người. Mình vừa đi ngang qua mình thấy cái nhà các bạn này. Đây. Đây các bạn, nhà có tên là nhìn lẹ. Phải cả trưởng cái chủ nhà, nhưng mà chủ nhà này khó cửa rồi các bạn, mọi người thấy không? Đóng cửa trên tường rồi. Cái gì đây? Không thể vào nhà vì chủ nhà hiện đang có công việc khác phải làm. Vào, hãy ghé lại vào lần sau vãi trưởng. Đúng là mấy ông nậu này có mấy căn nhà giống như là chủ, giống như là mấy ông chủ ghê gớm, được làm chủ cái thứ ghê gớm thật sự mọi người. Mấy bạn đây cũng mua nhà mới quá trời nè. Sao mua nhiều dữ vậy ta? Mấy bạn đây sao mua ai cũng có nhà mới ta? Mấy bạn hay có thấy điều lạ không? Đó chính là ai cũng có nhà mới hết trơn mà đây mọi người à. Ai cũng có nhà mới mà không có nhà mới là sao? Hơi vô lý nha mọi người. Trời ơi, căn nhà gì đâu. Sao bạn đây ai cũng có nhờ? Trời ơi, 82 sao cũng có nhà mới luôn hả? Sốc quá các bạn ơi. À, và một cái nữa, nếu mà bạn muốn mua, bạn nào mà không có đeo quý mua căn nhà này á, thì mình nghĩ là như này thì sắp tới nó sẽ... Thì sắp tới nó sẽ có một cái đó chính là sẽ chuyển đổi app và nhận được 500 đeo quý nha mọi người. Là chính thức là các bạn sẽ được chắc chắn 100%, 1 tỷ, 1000% là các bạn các bạn sẽ nhận được 500 cái đeo quý nha các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì vẫn là chưa nha các bạn. Đó, hiện tại là vẫn là chưa nhận, trừ khi mà chừng nào chuyển đổi app về thì mới nhận. Đâu đấy thì tổng tầm vài ngày nữa thôi, hoặc là lâu lắm thì cũng vài chục ngày nữa thôi. Nhưng mà cũng nhanh thôi các bạn ơi. Và các nhận 500 đô quý á, thì nó chỉ có nhưng mà đa số là nghe cái tin 500 đô quý thì các bạn cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cũng có thể tạo rất là nhiều ạc clone, ạc khách rồi để chuyển qua cái gì đó, để chuyển qua ạc chính gì đó. Và tránh các bạn có thể là có ý định chính là xài 500 đô quý là để tặng qua tặng lại á, thì game này có một cái ý định chính là sẽ không cho 500 đô quý cho những cái tài khoản nào mà đã tạo ra từ ngày 15 cho đổ về sau nha các bạn ơi, là sẽ không nhận được đô quý nha mọi người. Chẳng hạn như các bạn chơi tầm cỡ 15 ngày rồi các bạn cũng có thể là nhận được, hoặc là như thế đó mọi người, hoặc là chơi lâu rồi các bạn sẽ không sao hết. Nhưng mà lưu ý là nhớ phải liên kết người ta mới gửi hay sao, đúng rồi, phải liên kết tài khoản Facebook hoặc là Google hoặc là Facebook Google thôi mọi người. Đó, hai cái đó mà bạn chọn nào mà bạn chọn nha. Các bạn kiểu như là các bạn nếu mà các bạn đang còn xài khoản khách thì các bạn chuyển đi, chứ các bạn mà đang xài khoản tài, bởi vì nó cái tài khoản khách đấy chính là chơi thử nha các bạn, mà chơi thử thì nó sẽ cũng không có được gì ưu đãi lắm, cho nên các bạn hãy chuyển qua những cái tài khoản phải nhờ Facebook hoặc là liên kết với cái Google đó mọi người ơi. Và nhận được 500 đô quý để mua nhà, mua xe, mua gì cũng mua được hết nha các bạn ơi. Về cái ngôi nhà này chắc chắn là mình sẽ không có mua nha các bạn, bởi vì sao? Bởi vì nó mắc quá chưởng rồi mà ai mua. Nói đâu chứ vô phần tiền là nhà này, nhà mới nè, trời ơi, ai cũng có nhà mới, cái mỗi ban tôi lòng có nhà mới. Ở trong phần cửa hàng này nó có một cái mấy cái gối nó lẹ lắm các bạn. Về mình sẽ hồi nãy mình cho xong mình xem rồi, bây giờ nó có một cái gói mới, đó chính là cái gói bắp thăm dâu chua ngọt nha các bạn. Đó, bắp thăm dâu chua ngọt. Thì cái này bây giờ mình sẽ mở ra một hộp thử để sẽ trúng cái gì nha các bạn ơi. Mình sẽ mở một hộp thôi nha mọi người, mình sẽ mở một hộp thử coi như mà mình đoán hay mọi người đoán cái gì. Mình mong là mình trúng một chiếc xe nha mọi người. Ok, 1, 2, 3, ui. Ủa cái gì đấy? Cái ghế. Ghế túi đầu quẻ dâu, trời ơi. Bây giờ mình sẽ bật cái ghế, chắc chắn là lần này mình sẽ ra cái ghế chắc chắn 100% này. Mình sẽ cho các bạn một câu thần chú. Mình sẽ bấm nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ niệm câu thần chú của cái trên chuối bài đen nha mọi người. Ok, thì ngày hôm qua bài đen có chỉ cho mình một cái câu thần chú, đó chính là mình sẽ đọc cho mọi người xem nha, đó chính là cho mình là cái tên nha. Rồi xong luôn, mở vô và lấy đập ra 500 đã lộn không có, mở ra chiếc xe chứ không có gì hết nha. Nói chiếc xe nha, không có chiếc xe đợt ngàn đô quý nha. Ok, xong. Thế bây giờ thì mình đã đọc câu thần chú của trên nhà bà đen rồi, chỉ cho mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cho mọi người. Ok, một cái camera cool thôi. Cái gì đây?
Dẹp đi chờ, ừ, mấy cái này vui vậy đâu mà đi thui mở hoài nó không ra trò, nó tức dễ sợ tức như là mất ừ. Trời. Đây để mình cho mọi người xem ở trong phần hộp thư nó có, nó chính là một váy phao tặng mới. Trời ơi, tặng được 35 đấy. Ờ khoan từ từ. Nếu mà tặng 10 y 80 bây giờ nó có cho tặng 25 thổ quan rồi và tặng 8 thổ quan, tặng 8 thổ quan là ngày cũ. Hôm nay là cho nhận được 25 thổi quang luôn các bạn ơi, để mình tính coi. Nếu mà 10 thổi quang mà nhân ta 8 thổi quang mà nhân cho 3 8 nhân 3 là 1 8 16 8 16 6 8 mà 8 nhân 3 nhiều 8 nhân 3 8, 8 nhân cộng 18 16 16 17 18 18 19 20 21. Ok, nói chung là 8 nhân 3 là bằng 24 nha các bạn ơi. Tặng 30 thổi vàng mà nhận được 25 đá quý là các bạn được lời. Là người nhận sẽ được lời. Lời nhiêu nhờ, lời 1 thổi vàng nha các bạn ơi. Đây, vô rồi, tới rồi các bạn ơi. Wow. Ôi hello bạn kia. Ủa. À cái chỗ này là cái cửa anh bạn kia chở thuyền trò, thế là mình đi du thuyền luôn hả? Ủa cho tôi xem cái cảnh đi du thuyền đi. Trời ơi, cho tôi xem cái cảnh đi du thuyền đi. Quá là xịn sò luôn nha mọi người. Trời, thế là bữa sau là chặn anh bạn kia lại, kêu anh bạn kia là đuổi cái bạn kia đi để khỏi người ta về. Ok, nói thì thôi chứ không có ý cái gì nha. Về đây là một cái hồ ké. Màu lộn một cái hồ bơi cho vui cho hồ ké nó mất thẩm mỹ quá. Một cái hồ bơi dưới đây nó có đèn rồi. Chờ ông Nam là Nam trọc trọc. Nam trọc trọc. Trời ơi, cái hồ bơi xịn sò thế này, hàng ngàn kim cương đeo quý hít hít thế kia mà ông bỏ cần câu dơ bẩn của ông xuống ông câu. Trời ơi, mấy ai mà thấm, ai mà dám bơi nữa. Trời ơi, hồ bơi mà câu ké xuống câu người chứ câu ké gì. Hảo me dữ trời. Rồi bằng này đã xây thêm một chút về quy. Mình thấy cái nhà này nó như cung điện ấy, như giống như là biệt thự đó các bạn. Nói chung khá là bự quá cho bự luôn nha các bạn ơi. Wow, có mấy cánh cửa nè. Cho mình về nhà. Ồ đây là, đây là trước cửa nhà nha mọi người. Đây là trước cửa nhà, nó có bấm, nó có cái đèn ở đây nè, nó có cái đèn ở đây nè. Mày mọi người thấy cái chỗ đây không? Cái chỗ đây nó giống căn nhà 54K nè. Căn nhà 54K là nó xây tới cái cột đây thôi. Căn nhà này mình xây trò chơi thì chơi phải gọi là nhức nhác luôn. Wow, không biết căn nhà này mình xây trò chơi biết có ngon không ta? Mình chỉ chủ yếu là xây trò chơi thôi các bạn ơi. Và căn nhà này tăng nội thất lên là nhật nạc luôn, xứng đáng được 700 đá quý, 1000 đá quý cũng mua nữa. Bây giờ thì mình sẽ vào cái chỗ này nha mọi người. Cái chỗ này là cổ chỗ gì ta? Ui, một vàng bộ đồ của chủ nhà cũng không có gì. Ý, mà ở bên đồi bên kia là chủ nhà để sao nó nhiều mấy cái hòn đảo mini. Hình giống như là mình đang ở trên một cái biệt thự riêng của chủ nhà vậy, giống như là biệt thự riêng vậy các bạn à. Bên đây là phòng bếp nè, trời ơi, mấy con chó nè, trời ơi. Còn bên phòng này là phòng gì đây? Ở phòng này là bị chặn rồi, mọi người không đi được, mình tưởng đi được cho phòng này là phòng, nói chung là ngắm cảnh rồi các thứ thôi. Bây giờ làm sao để ra ngoài nhờ? Hình như mình đi hết chưa ta, hình như hết rồi các bạn à. Phòng dưới như như thế thôi, bây giờ mình sẽ lên lầu nha mọi người. Lên lầu cũng không khác gì ở trên đâu, trời ơi, lên lầu cũng rộng lắm các bạn, trời ơi, nó cao lắm, ba lầu hình như sao đi cầu thang mãi chưa lên nè. Trời ơi, lên rồi mọi người ơi. Wow luôn, wow, đây là ngoài sân nè. Từ đây phòng gì đây? Phòng này phòng ngủ ở trên nè. Ui quá trời phòng luôn các bạn ơi. Và đây là cũng có mấy cái sân nè, trời ơi nó bự cho bé lửa giống như là một cái khách sạn vậy mọi người. Trời ơi, đi xung quanh cái ngôi nhà này luôn các bạn á, đi xung quanh được luôn nha mọi người. Đi xung quanh được luôn. Wow, các bạn có thể. Ui nhưng mà khoan, nếu mà nhà như này là người lỡ ăn trộm nó trèo lên đây nó ngắm rồi đứng cái từ xe nó vui ở đây sao trời. Nó bên nó trèo lên nó móc vô đập cái đó nó chui nó ăn trộm lên đây sao trời. Ơi mà ở trên đây nó vẫn có một cái hồ bơi nữa nha mọi người. Wow, và trên đây là đặc biệt là sẽ không là nó sẽ có mấy cái đây luôn. Ơi nhưng mà khoan, từ từ cho mình hỏi là cái đây là chủ nhà đặt. Mấy cái đây là chủ nhà đặt hay là nó tự có sẵn ta? Mình nghĩ là nó có sẵn á, mình mong là vậy chứ chủ nhà đặt nó cũng hơi bị yếu ghê luôn. Ui mà ở trên sân đây nó có đất nữa, quá trời luôn. Quá chủ ghê thật sự. Đây là phòng của chủ nhà xây nha mọi người. Ui mà mỗi phòng là các bạn có thể chỉnh màu riêng, đó chính là nền đỏ, nền xanh rồi các thứ ba la ba la nha mọi người. Đây là nền đỏ nè. Còn phòng đây là nền khác này. Các bạn muốn chỉnh phòng gì là bạn đi mỗi phòng là chỉnh một phòng thế. Đây là cái giường mới nè các bạn ơi. Nói chung mình mới vô mình tưởng cái giường gì đó, cô Long Dương quá lắm, ai ngờ là cũng là cái giường bình thường thôi. Còn đây là cái máy tính các bạn ơi. Ủa máy tính laptop cái thứ đó. Trời ơi, chắc chủ nhà bảo sao chủ nhà, chắc chủ nhà làm chủ tiệc hay là chủ nhà làm cái gì đó ghê gớm rồi. Nhưng mà chủ cái là như cái phòng này không có máy lạnh hay sao. Ừ đúng rồi đó, nhưng mà mỗi cái là căn nhà này nó không có cửa các bạn. Nhà này không có cửa riêng hay gì ấy. Mà cái biệt thự này là có cửa riêng nữa thôi, đúng nhức nách luôn nha các bạn ơi, như thật luôn nha. À quên chưa, để mình coi thử mình có bật được cái chiếc siêu xe lên không. À không được các bạn ơi, chỗ trong này bật được chạy xài xe rồi xài súng lên nữa, quá đẻ luôn, còn nữa nhức nít. Và ở bên ngoài đây là cái biển nha mọi người, là cái chủ nhà là căn là ôi trời ơi, căn nhà nó bự vãi đạn à, căn nhà nó bự vãi đạn các bạn ạ.
Và cái nhà này á là được xây trên một cái hòn đảo riêng của chủ nhà các bạn ơi. Chắc chủ nhà phải bỏ ra nói chung là 700 đô quý cũng để mua cái hòn đảo này, nói chung là cũng đúng. Bởi vì hòn đảo này cũng khá là mắc tiền chứ không có phải là free đâu các bạn ạ. Wow, và có bạn gia các thứ luôn này, trời ơi. Chắc chắc mấy căn nhà. Nếu mà ơi chơi khoan, ơi căn nhà này hơi sai nha. Ê anh bạn gia, anh bạn gia. Đây. Anh sửa lại cái cây này bị hư nè. Cái cây này nó nghiêng nè, lỡ con ta đi vô dậm mà té rồi té rồi gãy chân gãy nhà rồi quản gia anh có chịu không? Hay là chủ nhà đền? Đó, cái ông chủ cái chỗ đây cái cầu bị hư rồi. Cầu gãy nè mọi người. Vẫn câu được nha mọi người ơi. Đây là ngoài biển nha các bạn. Nói chung mấy cái này là bãi biển riêng của chủ nhà mọi người. Vừa có biển rồi vừa có hồ bơi rồi vừa có sân riêng trên kia rồi. Vừa có không gian ngắm cảnh rồi vừa có du thuyền quản gia rồi. Mấy căn nhà phía sau, nếu mà lần sau mà có căn nhà nữa là có mấy cái ngôi nhà mà có mấy ông bảo cơ nữa, gớm lắm mọi người. Đó, rồi mấy cái ông vệ sĩ cầm súng rồi bắn đùng 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 nữa, nó mới đẻ các bạn ạ. Đằng nào bạn trộm gì là bắn đùng 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 vậy đó. Vô con gì đây, con gì đây? Con cá nữ hộp. Và ở trong đây nó có một cái hộp khủng long, bây giờ mình sẽ mở thử nữa, coi nó có ra khủng long không nha. Nó không ra khủng long mà ta sẽ đọc cái thần chú trên chùa đen, không được. Chùa đen nó không được kinh nghiệm bạn. Bây giờ mình sẽ đọc cái thần chú chùa bà ban đi mọi người ơi. Vô bây giờ mình sẽ đọc thần chú của trên chú ấy, nhà bà Damamo đây mọi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái kỹ năng thượng thừa. Từ trước giờ mình mấy lâu nay mình đã giấu, đó chính là mình có thể là nhìn xuyên qua cái hộp trứng này. Nó sẽ là một cái gì để mình sẽ nhìn xuyên nha mọi người. Mình sẽ cố gắng nhìn xuyên qua cái hộp trứng này, mình sẽ ra cái gì nha. Hình như cái trứng này hình như ở trong trong đó hình như nó hơi bị trống các bạn, chả thấy gì hết trơn á. Khó nhìn quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ mở luôn nha mọi người. Mở cái gì đây? Cái bánh mì. Và một điều nữa, cái gọi là cái play này sẽ sắp thôi, sẽ về Việt Nam nha mọi người. Nhưng mà về Việt Nam á, mới lại cái game play tôi đưa bạn đang chơi, các bạn cố không nên xóa nha. Bởi vì tới lúc đấy các bạn chuyển đồ áp về, là nếu các bạn xóa thì sẽ chậm chút chặt về cái tài khoản của các bạn nha. Nên cho nên các bạn đừng có xóa nha các bạn ơi. Và bạn thấy là ngày hôm nay là mình sẽ cho mọi người xem cái cập nhật với lại có những cái ngôi nhà và những cái món đồ và những cái trang phục mới nha bạn. Và mình thích nhất là cái ngôi nhà mọi người. Và mình nghĩ là chấm điểm cho các bạn cập nhật này thì mình nghĩ là chấm tầm 9/10 cho mọi người. Mình thấy nó cũng khá là tuyệt nữa. Quá là hay luôn mọi người ơi. Thì chắc bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì nếu các bạn đầu tiên đối với kênh thì các bạn đừng quên để xin một like cũng như một đăng ký kênh cho thấy video này nha. Còn bây giờ thì bye mọi người nha, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.